Dạ vâng, em số 7 đang lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì ở nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về cái sáp lèn chân tầng cũng như là cầu nuôi ong dành cho ông nội. Trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về hai cái vật tư này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Để bác nào có nhu cầu mua thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì sẽ vào giới thiệu chi tiết này. Về cái sáp lèn chân tầng này thì bên cơ sở em là một cơ sở bán hàng uy tín. Để bán hàng lớn thì luôn luôn là sẽ bán sáp loại 1 để về cho các bác sử dụng. Đối với cái sáp chân tầng loại 1 này, nó là cái sáp nguyên chất không pha tạp. Đấy, các bác lưu ý nhé, sáp không pha tạp với sáp pha tạp thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Đối với sáp này thì khi các bác lao cầu vào cái đàn ong thì nó sẽ tiếp thu nhanh hơn, đấy, nó sẽ xây vuông cầu nhanh hơn là cái sáp pha lến nhiều. Đấy, nhiều anh em bảo là thôi mua sáp ở cơ sở này về thì lao cầu vào thì nó chỉ xây một nhúm ở cái cầu ấy thôi. Đấy, xây một nhúm, một là xây nhúm, hai là xây chồng xây chéo, nó rất là khó. Đấy, cái thứ nhất là cái sáp là cái lỗ lục lăng này, cái thứ nhất là phải đục đều này các bạn này. Và cái thứ hai nữa là nó là phải sáp nó chuẩn. Đấy, sáp chuẩn thì cách nhận biết nó đơn giản, nó có màu vàng đều như thế này. Và cái thứ hai nữa là cực kỳ là dẻo. Đấy, các bác có thể là quấn như thế này, với cái điều kiện thời tiết khô hành các bác vẫn phải quấn được như thế này. Và cái thứ ba nữa là không dùng hết thì các bác bảo quản ở nơi khô mát ấy. Đấy thì nó sẽ được vài năm, đấy 1 năm cho tới là 1 năm rưỡi thì sáp nó không bị bay mùi. Và cái thứ hai nữa là không bị mất màu. Đấy, nhiều khi các bác mua chân tầng thì các bác để 1-2 tháng chưa sử dụng thì nó đã thành màu trắng rồi. Đấy, thành màu trắng, nó không còn màu vàng như thế này nữa các bạn. Đấy, lỗ lục lăng thì bên cơ sở em dục dập nó rất là đều các bác nhé. Với cái trọng lượng cân nặng thì ví dụ 50 tấm này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 cân 1 các bác. Đấy, 100 tấm thì nó rơi vào 4 cân 2. Đấy, thì giá cả của nó thì nhiều khi nó sẽ đắt hơn so với sáp loại 2, loại 3, nó rơi vào tầm 1.000 hoặc là 500 đồng. Đấy, đâm ra là các bác mua các bác lưu ý. Đấy, đắt hơn một chút nhưng mà về nó xây ong nó xây nó tiếp thu nhanh ấy, thì các bác bỏ ra đắt thêm một tí cũng được các bác. Đấy, tránh tình trạng mua nhầm phải cái sáp đều về là mình không sử dụng được. Cái thứ hai nữa là bên cơ sở em là giới thiệu cho các bác là về cái cầu nuôi ong. Cầu nuôi ong thì thường thường nó là làm bằng gỗ tạp các bạn. Đấy, thường thường thì ví dụ có lô thì làm bằng gỗ keo cái bản cái này, lô thì làm bằng gỗ xoan, nhưng mà đặc biệt là nó sẽ không được cong vênh các bạn. Đấy, gỗ thì bên cơ sở như em là qua xử lý hết rồi, đâm ra là cái thứ nhất là không mối mọt này, cái thứ hai không cong vênh. Đấy, và cái thứ ba nữa là bên cơ sở em là đóng hoàn toàn bằng đinh tay hết. Đấy, không bắn qua máy thì nó sẽ không bị rút cầu các bác nhé. Đấy, không bị rút bung ra được. Đấy, ví dụ hai bên trên này đóng bằng hai cái đinh 3 phân này. Đấy, trên bản cái này. Còn là về cái bản cái này thì nó là 2/9 này các bác, 2/9 nhé. Đấy, chiều dài của nó là 41,7 ly cho tới 8 ly, để khi các bác để vào cái thùng 42 nó sẽ thừa cho các bác mấy ly để các bác dịch chuyển được cái cầu. Còn về cái lỗ đây thì mỗi một chân cầu được khoan 3 lỗ, còn chân cầu này thì bắt buộc là phải làm bằng gỗ cứng rồi. Đấy, ví dụ gỗ mềm các bác không có ghim như thế này bắn vào ấy thì về căng dây kiểu gì nó bị lún. Ví dụ như nhiều cơ sở là người ta sẽ làm bằng chân gỗ mỡ để nó lún này. Cái thứ hai chân gỗ xoan cũng lún. Nhưng mà đây là làm bằng chân gỗ cây sấu ăn quả, nó rất là cứng các bạn. Đấy, các bác căng dây thoải mái. Cái đũa này thì được làm bằng gỗ xoan. Đấy, gỗ xoan nhiều lúc thì làm bằng gỗ keo. Đấy, nhưng thường thường là cứ gỗ xoan, gỗ keo này nó khá là tốt rồi. Đấy, ví dụ như đây cầu gỗ keo này các bác này. Keo đây. Đấy, rất là thẳng. Đấy, quay thực tế các bác ở trên màn hình này. Rất là vuông vắn, thẳng và được chà sạch sẽ từ đũa cho tới là cái này các bác nhé. Đấy. Và chiều dày của nó thì nó là 1/3 các bác nhé. Cái chân này là 1/3 này. Đấy, khá là dày cho các bác để các bác sử dụng này. 1/3. Đấy, đúng đủ tiêu chuẩn luôn. Đấy, một video thì cơ sở bên em xin giới thiệu với các bác là về cái sáp lèn chân tầng cũng như là về cầu nuôi ong. Các bác nào mà có nhu cầu mua thì các bác liên hệ thực tế cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.